Mình làm chắc như gì mà mình còn nghi ngờ sợ nó đuột mình. Mình nói chiều giờ làm như gì mà chiều nước lớn quá mà nó đóng một chiều giờ mà bây giờ con y quyên thấy nó xa quá, cái này con phi cái nó dư rút nổ nữa mà tại chỗ tới chỗ mình dằn nữa. Anh kia mà tò mò từ trước nó xuống này mà không gặp luôn thì đó này rồi Phú Sơn xuống nè, đồn Phú Sơn nè. Phú Sơn đang xuống mà trên nó xuống rồi không gặp luôn. Bốn đứa mà còn một đứa kiếm không ra hay gì. Sửa là nãy nó xúc lớn không biết là nó chờ nó trâu luộc cái xuống kia con lạnh cấm luôn như sao đi là ở trên Phú Sơn có bốn đứa tắm còn bị chết đuối mà kiếm ba mò được ba đứa còn đứa giờ này kiếm chưa ra nè. Một lưới nào dưới kia nữa không? Bốn đứa mà vớt được ba đứa còn đứa là kiếm không ra. Ai đó mượn mấy thằng thanh niên đứng gì ạ?